Ok, hello em, chào mừng em đến kênh Gánh Thiết Game. Đang lẽ là hôm nay không có chơi với tôi đi ai đâu. Mà sáng một cú đánh với Liên Quân Pháp, Anh, Nga, khổ là đuối lắm rồi. Mình nhờ thắng một cách nào đó tôi để hiểu nên giờ hăng quá rồi, giờ là ngưng nhận thứ hai. Bây giờ một đi không trở lại rồi đó, Infamy là ta 189 rồi. Phổ đã tan hoang rồi. Tao có trọn này công việc của phổ, hàng trăm cái mỏ than của phổ, quá là tốt. Literacy đối với dân phổ thì nhiên bất ngờ điều là dân phổ nó có trình độ văn hóa cao quá, cho nên nó kéo được mình tới 78 điểm literacy, trả bù cho bọn thuộc địa. Chứ có anh em mà nói mà chơi Đại Nam mà 1929 rồi mà cộng sản chưa nắm quyền được, là chắc lỗi anh em thôi. Vì tùy lối chơi, hay chắc là xây fort level cao quá à. Lối chơi tôi là ta đánh đánh cơ động, vua hồi chia cắt chứ chứ không có yên chỗ. Cho nên pháo đài cùng lắm xây có một cấp một à, nên Robo chiếm nhanh lắm. Đại Nam thì chia quân ra, thấy có cái đám Robo nào nó gần lãnh thổ đó, cái gần cái thủ đô, chia quân ra chặn hết mấy cái đường xung quanh, chừa đường cho đi tới thủ đô thôi, chỉ cần nó chiếm thủ đô thôi chứ không cần nó chiếm gì khác thôi. Để cho cộng sản phiến quân nhiều vô nên nói rồi muốn lên cộng sản thì hành xử hà khắc vô. Event chọn cái gì hạch sách được nhất hạch sách hết, thuế năng là 100%. Anh chơi là tới 1930 tại máy này mạnh, tôi thì mình tới năm 1920 là nó muốn bắt đầu cực cực rồi. Bởi vì thấy thấy Đại Nam tôi cũng hơi ngưng rồi, nhưng mà tôi sẽ quay lại để kết thúc cái series đó, sẽ làm một dáng như là cho tất cả đây bao tấn công tôi cùng lúc tại năm chấm chọi chiếm được bao nhiêu đất thì chiếm bất kể Imami. Thời buổi này à, lúc này mà đang lúc này mà cho nên xã hội chủ nghĩa chắc là không phù hợp lắm, tại nó có cái anti military. Nó không thấy hay ho gì lắm. Nói chung mình tinh binh tỷ điển. À quên, trong cái lúc mà kết thúc cuộc chiến thì tôi đã xây được những quân đoàn mới. Trong giai đoạn đánh cuộc chiến xây được những quân đoàn mới. Quân đoàn châu Phi 84.000 quân, hai quân đoàn ở châu Âu mỗi quân đoàn 75.000 quân. Và hơn 36 chiếc từng dương hạm, loại khách sơ đàng hoàng, từng dương hạm. Lần này mình chấp luôn cả hải quân Anh đấy, hải quân Anh, Mỹ, Pháp. Thôi chúng ta sẽ hiện tại thì công nghiệp gì mới chỉ có danh vọng đứng thứ nhất, công nghiệp đứng thứ ba và quân sự đứng thứ 10. Đứng thứ 10 là chắc là đánh mạnh dữ lắm, người ta coi như nó chiếm gần hết mẹ nước phổ rồi, phổ coi như là nó mất vị trí cái Ray Power là sớm rồi, sớm muộn. Đánh tiếp theo chắc là phải đánh qua, nếu cần thiết đánh qua Ba Lan tiếp tục tiêu diệt phổ. Diệt phổ đánh qua Pháp và Anh chứ không đánh qua Nga với Ba Lan đâu, áo nữa. Tại vì dân nó trình độ nó thấp quá, ảnh hưởng điểm literacy, nghiên cứu nó khó khăn. Nha, tua qua khúc này nha. Công nghiệp thì mới nói là thả trôi nền công nghiệp. Tư sản cũng xây gì kìa mẹ, giờ mình đăng test lên là thấy nó cũng im rồi. Giờ nó tựa lưa hết trơn rồi, chả biết xây đâu, xây sao sao đây.
Kệ, thấy nó cũng không có âm gì lắm, xanh lè xanh lét chứ. Nếu mà có nhìn ra mấy cái tỉnh mà nó có đất cái tông dân à, xây đặc trưng đó, đảng cộng sản gì mới được mở nè, cái đảng cộng sản này nó là cái đảng cộng sản hiếu chiến qua đất này. Lần đầu tiên mới thấy đảng cộng sản mà cái chính sách nó là Chingos, hiểu hiểu ăn rồi mô cộng sản sao sao mà thằng áo với thằng phổ đánh gì đánh lắm thế, mày đánh hoài thế. Giờ mình cần một đồng minh, thể là ý chăng? Tại vì nói thật là mục tiêu là mình, à mà quên, em Pami ô danh thì cái này ai mà các bạn định mình quên 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 chiều sấm sét quá, bởi vì nói gấp không biết được có nghe hay không. Tình hình lúc đó là Pháp thì đang kìm chân phổ, mà Áo thì cũng chiếm hết mẹ thành phổ rồi, cho nên đường vô phổ nó đánh rất là easy, chia quân ra chiếm cho một luôn. Còn mấy thằng chư hầu nhỏ này á, mình đặt quá khoan được, tại vì mình chả hiểu dân thị điện nó làm thế nào mà nó hiếu chiến dữ dội, quá support lên liền 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 liền, nên là cứ chiếm mà đánh, cứ chiếm mà chiếm mà chiếm, chiếm, tại vì nó độc lập trong ngoại giao. Còn cái vấn đề thủ rất là đơn giản, thị điện nó có, thị điện nó có hải này nó chỉ còn hải quân là thủ cái đảo nó im re, một hải quân ở đây, hai là hải quân ở đây, tại vì máy không bao giờ hành quân qua chỗ này, mà lại đặc biệt càng không bao giờ, không bao giờ hành quân qua chỗ này, hành quân chỗ này là chết luôn. Supply lên chịu không nổi, mình có xu thế là sân nhà nên không chịu được. Tiền giờ dân chúng đặt có 25% thôi, kéo hành traffic nhưng mà vẫn đủ cái duy trì cái lực lượng thường trực 100% luôn, tiền vẫn vô vào. Rồi có một thằng nó vô ơn quá, thằng này nó vô ơn quá, tới lúc rồi chán sống rồi. Nó dám động tới Thụy Điển, nó dám động tới xứ Scandinavia, dòng máu Viking nhưng mà bị đùa à. Dòng máu Viking cho người. Rồi thì phải nhanh thế, phải rồi. Trời ơi, còn gì Hà Lan nữa. Ottoman chung phe คุณเดินตรงไปจนถึงสี่แยก
đúng là cái thứ không biết lượng sức mình. Đây mình thấy điểm Meransi với điểm Consinus của tôi hoàn toàn là phù hợp để cho đảng Cộng sản nắm quyền, rất cao, do trình độ dân trí nó cao nó thế. Đây xuất hiện rồi nè, Scandinavia. Nhưng mà chuyển thể chế bằng con đường chính trị thì nó hơi lâu, hơi lâu. Quân của nó định làm gì, nó là biển cả rồi, nó không còn thiếu nữa. Quân chưa hồi chưa rồi, nó là cái đó là trừ ăn cả ngã về không nữa. Tính đánh cược hết toàn bộ. Dạo này nó không làm gì. Hải quân mình giữ được mà, tiên tiến nhất là hệ mặt trời mẹ rồi. Có mấy chiếc battleship mà. Có đai.
Nó lại bắt đầu rồi. Tiếp tục bắt đầu một phiên bản khác. Chắc trên diễn đàn thế giới, nếu mà anh thấy mà đã mạnh rồi á thì hoặc cái anh em muốn giảm Ivami thì anh em hãy dùng check. Thật chứ người ta không coi đó là check, người ta có nó là một giải pháp hả, đó là event 18540, người ta cho phép mà, nên là nó không có là cái đó không phải là check. Thật sự anh em muốn dùng hay không tùy thôi. Do dân nên thì mình đang bực tức đủ các kiểu, cộng thêm đảng xã hội nữa, nên là cải cách liên tục. Tiêu 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 nguyên cái quân đoàn châu Phi anh luôn, mà không để đây nữa, không để dưới nữa, đem đây hết. À, rồi quần áo. Tôi check thử cái tag của thằng áo thì nó gì mình sao thì nó đánh dở vậy. Trời ơi, Vân ạ. Chán đéo tạ rồi. Vâng, đây là tech của anh áo. PCLC 27.5 thì sắp con 27. Mẹ hơi gì cũng chơi game mẹ nữa. Chán. Có 46 trung đoàn thôi. Mình đang diệt bớt à. Nhanh tiêu hao là chính. Du kích, du hồi, tiêu diệt.
phái cái liền cho nhau. Nó hiệu quả đường sắt chưa? Đường sắt này là 4 4, 3, 1 đó. Thì mình quân soi diễn của nó là thần tốc mẹ. Chán đánh gì nào nhìn chán rồi. Mất mỗi một lần mình mất có 100 mấy, anh mất mấy ngàn không à. Không, hai quân mình đi đâu mà càng dữ vậy trời, bây giờ cũng đâu mấy, cũng đâu gần cả 100 chiếc rồi. Chắc thằng này nó có một cái kiểu đánh là đánh là chiếm đóng hết cả nước nhưng mà không có ngoại giao, không có anh hết ấy. Cho anh mà nó thuộc hạng thê thảm, nước nó nát luôn. Đó là gì đó? Nước này bị vậy là tình hình nó nát luôn. Vào tử địa mà nếu biết rồi. Khó thân rồi. Ôi trời ơi, tướng kinh thế, fan 6 rồi nè, phải liền rồi. Chắc quân đoàn này cần nghỉ ngơi chút để nó reform ra chứ. Khi đánh hoài mình hao mòn, đánh hoài mà hao gì gọi là bị phòng thủ chiều sâu.
Rồi mà tướng giỏi nhất là cho chết luôn rồi. Tướng giỏi nhất của bố. À, grammar, prepositions of location. T. Pupra phải nó không liền.
gần như là hoàn toàn phong tỏa kinh tế thằng Anh luôn rồi. À, này quá là hay thôi. Chỉ có cái vùng ngoài Ireland nó là không được, không thể dàn trải được nữa. Nó sẽ tua qua đoạn này nhưng mà nói cho nên biết chiến thuật là tập trung quân vào một mặt trận, giờ sẽ tập trung vào Hà Lan, Hanover, sau đó là Áo, cuối cùng là Ba Lan. Tiếp theo là tiến lên đảo Anh. Tôi có quá cơ đảo Anh rồi, dùng Midland ngập tràn trong sang và sắt nha. Hàng sắt đánh chết nền công nghiệp của Anh luôn. Rồi tua rồi, đã xử xong thằng Hà Lan và thằng Hanover, bắt đầu tiến xuống Áo. Rồi có thể anh em thấy đây này, hầu như toàn bộ quân Anh nhé. Quân Anh nó bị kẹt ở đảo Ireland hết rồi. Anh vương đóng đây đâu đi, nên bây giờ mà tiến vào đảo Anh thì mình mới nói là giường không nhà trống. Tại tôi muốn đánh Ba Lan chứ, muốn chiếm dài đất Ba Lan luôn cho nên còn kéo dài. Thôi mình lại tua tiếp thôi, đéo vậy nè, tôi còn chưa đánh nữa. Còn mẹ áo hèn quá đi, chưa kịp đánh anh hàng mẹ đó rồi. Rồi được, trời ơi, hiểu thì hiểu được, chắc đánh vài trận ngoài biên giới cũng hết kinh rồi. Rồi biết thế là tốt. Và qua bên Ba Lan, nó là chiến tranh nuôi chiến danh mà, phải đánh liên tục thôi. Phải nói coi như là duy trì một lượng quân đội, phải nói là thường trực. Cái quân Anh đã đến, hoặc cũng chỉ là mấy chiến binh đóng mắt của ba con vật. Lấn thân là không có nào vui được chứ. Ivami nó sẽ giảm 0,10% này, biết không giảm 0,10% thì giảm làm cái gì? Chắc chờ hết mẹ game. Chắc chờ hết mẹ game quá, anh thấy mấy đại nam không? Đại nam mà tại vì nó còn yếu nên phải chờ. Chứ về lay game mà biết cách chơi mà nó nói thiệt, gánh tim là chuyện thường.
Gì mà cái đẹp vậy? What the fuck? Còn chưa đổ bộ lên đảo anh nữa nè. À, rồi nhưng mà để anh mày đánh Ba Lan cái đã nhé. Lỡ đặt quá thôi như Ba Lan rồi. Này ta gọi là trượt voi đầu tiên đi. Rồi tiếp. Midland này, để coi dùng là nói nó. Quay, cắt ngang nó luôn. Xíu quay.
Rồi, hai anh em thấy thế nào? Sướng không? Rồi ơi. Đây, đánh đấm mẹ gì nữa. Thế này thử hỏi còn ai dám đánh luôn nữa chà. Đang tính diệt nốt anh Phổ. Đấy, tập bao đi mẹ. Tôi tới đoạn khác nha mẹ. Rồi, tôi vừa mới thả một cái quốc gia vệ tinh là thuộc địa ở châu Phi. Lý do tôi thả là vì không gì tôi không cần than nó nữa. Tại vì tôi có rất nhiều than ở Phổ rồi. Và có thuộc địa thì nó, mặc dù nó không ảnh hưởng đến điểm literacy, nhưng mà nó sẽ giảm cái tốc độ. Là bây giờ tốc độ tăng lại rồi, thấy không? Đấy. Bây giờ cây không cần nữa, mình sẽ bỏ cái này. Mình làm quốc gia vệ tinh ở đây. Ok. Ok, hẹn gặp lại cho anh em nhé. Ngày mai Scandinavia sẽ coi như là thôn tính Pháp, nước Anh, Áo, Ý và Phổ. Và cũng như sẽ trở lại với Syria nha. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again.